thưa các vị xin phép phòng thánh cũng như là các giáo viên thánh thể. Hôm nay chúng con được tập họp ở đây thì phải nói là mục đích chính á là cha ban phát cho chúng con mỗi người một cái áo, đồng thời cha cũng đã cho chúng con làm phép áo cho chúng con. Thì nhân tiện đó chúng con cũng chẳng có gì để mà đền đáp là người chúng con hôm nay cũng quây quần lại đây để tình cha con với nhau tình thắm thiết, và cũng là cái tấm lòng của chúng con cảm ơn cha rất nhiều. Chỉ có cha có gợi lên thì chúng con mới làm được. Đây gọi là chỉ là cầu xin Chúa ban cho cha được mọi sự bình an và được dồi dào sức khỏe để hướng dẫn chúng con trong vấn đề và công tác tu đồ thánh Chúa để cho được tốt đẹp. Qua hướng từ cha cũng vừa nói cho chúng con biết, chúng con sẽ cảm thấy là rất vui, là vì cha nói càng trong sạch bao nhiêu thì chúng ta càng nhẹ nhàng bao nhiêu. Thì cha nói là chúng ta mà không thôi thì chúng ta chúng ta rất là bao nhiêu. Xin cảm ơn ông Cố Kim đã phát biểu, và có lẽ trong 10 anh em thừa tác viên ngoại thường trao mình Thánh Chúa ở đây thì có lẽ không ai khỏe bằng ông Cố Kim. Ông là người cao niên nhất và đồng thời cũng là nhà vô địch cua rơ. Không biết là ông Cố Quang có rượt lại được không thì không biết. Còn tôi hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện. Mời cha. Tôi đợi. Chờ cha cứ từ từ. Thì đấy là riêng tôi thì hoạt đầu hàng vô điều kiện. Sau biến cố gãy ba sườn rồi thì giờ cảm thấy là đuối vô cùng tận, cho nên không dám nhát, giờ bắt đầu nhát lắm. Ngày xưa chạy là xe đạp có thể nó buông tay lái, không đa buông tay lái, còn bây giờ thì không dám nữa. Và bắt đầu biết thế nào là lễ độ. Xin cảm ơn anh em của tác viên thánh thể. Đó. Và chúng tôi luôn luôn được sự động viên của Cố Đỉnh. Lâu lâu cứ rờ tôi tí, để như nó cũng hao mòn. Bị hao mòn. Thì tôi cũng phải tạ ơn Chúa vì qua cái biến cố khi mình bị té ngã như vậy đó mà mình không chết là may. Không chết là may vì xe ở trên của cái cầu vượt ngã năm như thế rất nguy hiểm, mà sao Chúa gìn giữ làm sao được, cũng lồm cồm bò dậy được, bò dậy răng lết về tới tận nhà. Rồi thì cũng anh em thừa tác viên đấm đá cho một hồi nữa, có thể là chưa gãy nhưng mà giờ đấm đá nó gãy dễ chữa hơn. Nhiều khi gọi là không tìm ra bệnh, thì khi mình đấm đá như vậy cho nó gãy hẳn rồi mình dễ chữa, nó dễ chữa hơn. Rồi cảm ơn cha phó đã dâng thánh lễ chiều hôm nay làm phép áo cho các ông, cũng như những nghi thức rất là long trọng. Mời cha dâng lời cầu nguyện trong bữa ăn nay. Vâng, mời cha. Con xin phép mời trên cha và con và thánh thần an lên. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Xin đón tạm tay thật lớn. Chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui. Chúc mừng buổi lễ tràn hòa. Chúc mừng và ngày thật vui. Chúc mừng và xin chúc mừng. Rồi xin nâng ly để chúc mừng nhau trong bữa ăn huynh đệ hôm nay. Rồi, xin nâng ly đi. Một,